Tình hình kinh tế xã hội nói chung và ngân sách nói riêng đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, nhưng vẫn còn một số điều rất đáng lưu ý. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách vừa gửi đến Quốc hội phục vụ kỳ họp thứ 3, khai mạc ngày mai ngày 23 tháng 5 nêu rõ. Theo báo cáo của Chính phủ, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 vượt rất cao so với dự toán, tăng 16,8%, tăng 202.923 tỷ đồng so với số đã báo cáo Quốc hội. Số báo cáo Quốc hội chỉ tăng 22.200 tỷ so với dự toán vào tháng 10 năm 2021. Tuy nhiên, Ủy ban Tài chính Ngân sách nhận định, điều này cho thấy công tác dự báo kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2021 phục vụ việc lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 chưa bảo đảm chất lượng, không sát thực tiễn, có sự chênh lệch rất lớn giữa số báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 năm 2021 và số đánh giá bổ sung. Chỉ trong thời gian rất ngắn, riêng trong quý 4 năm 2021, thu ngân sách nhà nước tăng hơn 9 lần so với số báo cáo Quốc hội. Số tăng thu chiếm khoảng 90,1% số tăng thu ngân sách nhà nước cả năm. Nhiều khoản thu tăng rất cao so với dự toán, như thu về nhà đất tăng 65% so với dự toán, thu tiền cấp khai thác khoáng sản tăng 71,2% so với dự toán, thu từ quỹ đất công ích tăng 120,7% so với dự toán. Ngày 22 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã làm việc với nhóm thanh niên hỗ trợ cấp cứu mặc đồng phục, sử dụng xe mô tô phát tín hiệu ưu tiên, lưu thông thành đoàn, không đúng phần đường làn đường và đi vào phần đường làn đường dành cho xe ô tô, sử dụng loa gây huyên náo đường phố. Quá trình làm việc, nhóm thừa nhận việc tự thành lập nhóm, tự tổ chức hoạt động, mua bán trang thiết bị ưu tiên và đưa thông tin, số điện thoại lên mạng xã hội để các tài xế lái xe cấp cứu biết gọi khi cần. Nhóm này cho biết các thành viên của nhóm có nhận thức pháp luật còn hạn chế, chỉ vì muốn thể hiện sự giúp ích cho xã hội, việc làm ý nghĩa cho cộng đồng. Tuy nhiên các việc làm này đã vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh. Sau khi nghe giải thích của cảnh sát giao thông, nhóm nhận thấy sai và cam kết sẽ tháo gỡ các thiết bị phát tín hiệu ưu tiên trên xe. Sáng ngày 22 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 28 đối tượng cư trú tại các xã Gia Tờ Mốt, xã IRV, xã Yle, huyện Esup để điều tra về hành vi hủy hoại rừng. Theo thông tin ban đầu, đầu tháng 4, cơ quan chức năng đã kiểm tra và phát hiện hơn 382 hectare rừng nằm tại tiểu khu 205 do Ủy ban Nhân dân xã Gia Tờ Mốt quản lý và tiểu khu 222 do công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Tâm quản lý bị xâm hại. Đáng nói, vụ việc xảy ra trong thời gian dài, các đối tượng phá hoại với quy mô lớn nhưng ngành chức năng địa phương không phát hiện. Sáng ngày 22 tháng 5 tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với chi đội kiểm ngư số 4 đã bàn giao ngư dân bị bệnh cho gia đình và địa phương. Theo đó, sau khi tàu KN-401, chi đội kiểm ngư số 4 cập cảng Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh an toàn, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, chi đội kiểm ngư số 4, thân nhân gia đình bệnh nhân và các cơ quan chức năng đã đến động viên thăm hỏi ngư dân bị bệnh. Bệnh nhân sinh năm 1978, quê quán Tam Quan, Núi Thành, Quảng Nam, bị bệnh và được tàu cá đưa vào đảo Nam Yết cấp cứu. Theo chẩn đoán của bác sĩ, bệnh nhân bị dị ứng thể mụn bọc ở miệng, khoang miệng nhiều vết loét, nhiều mủ, đau, ăn uống kém, suy nhược. Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết, trong tiến trình mở cửa đón khách du lịch quốc tế trở lại Hàn Quốc, Bộ Tư pháp Hàn Quốc vừa công bố chính thức cấp visa du lịch cho du khách quốc tế và Việt Nam. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 6, thị thực, visa, du lịch ngắn hạn C3 được cấp trở lại cho khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc, sau khi tạm ngừng từ ngày 14 tháng 3 năm 2020. Visa đi lại nhiều lần cũng có hiệu lực trở lại. Visa đi lại nhiều lần được cấp trước ngày 5 tháng 4 năm 2020, còn thời hạn được tiếp tục sử dụng. Ngày 21 tháng 5, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương có văn bản gửi Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC 63 tỉnh, thành phố, đề nghị chỉ đạo các đơn vị, cơ sở tiêm chủng khẩn trương hoàn thành triển khai tiêm nhắc vaccine COVID-19 mũi 3 cho đối tượng trên 18 tuổi và tiêm đủ liều cơ bản cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trong quý 2 năm 2022, theo chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời triển khai tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch và người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19.
vượt qua 34 thí sinh trong đêm chung kết Hoa hậu du lịch Việt Nam toàn cầu diễn ra tại Phan Thiết tối ngày 21 tháng 5. Với phần trả lời ứng xử thuyết phục về loại hình du lịch, đưa ra giải pháp để phát triển du lịch vùng miền và cách lan tỏa những thông điệp tích cực về quảng bá du lịch sau dịch bệnh. Giúp người đẹp Lý Kim Thảo, 27 tuổi, đến từ Bạc Liêu, đăng quang Hoa hậu du lịch Việt Nam toàn cầu 2021. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Trần Tuyết Mai, Hải Phòng, Á hậu 2 thuộc về Trần Thu Hà, Nam Định. Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức. Ban tổ chức SEA Games 31 đã có 4 gương mặt đề xuất để bầu chọn là vận động viên xuất sắc nhất của SEA Games 31 lần này. Đối với Nguyễn Thị Oanh, cô đã có một kỳ SEA Games 31 trên sân nhà đầy thành công khi giành huy chương vàng nội dung 1.500m nữ, 5.000m nữ và 3.000m chướng ngại vật. Trong thời gian thi đấu SEA Games 31, Nguyễn Thị Oanh vinh dự được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, đồng thời là trưởng ban tổ chức SEA Games 31, ông Nguyễn Văn Hùng, tặng bằng khen của Bộ, ghi nhận những thành tích xuất sắc đã đạt được. Năm 2021, Nguyễn Huy Hoàng là người đứng đầu trong danh sách 10 vận động viên tiêu biểu toàn quốc của thể thao Việt Nam, còn Nguyễn Thị Oanh đứng thứ hai. Danh tính vận động viên nam, vận động viên nữ xuất sắc nhất SEA Games 31 sẽ được công bố tại lễ bế mạc SEA Games 31 vào tối ngày 23 tháng 5 tại cung Điền Kinh trong nhà, Hà Nội.